Những loài gia súc, gia cầm đều được thuần hóa trước khi được nuôi làm thực phẩm cho con người sử dụng. Vậy bạn có từng tự hỏi, thế còn rau củ và trái cây thì sao? Hàng ngàn năm trước, khi được lai giống, biến đổi gen, trồng chúng thế nào, được trồng ở đâu và có mùi vị ra sao? Anh em nghĩ rằng tổ tiên hay quá khứ của chúng thật sự trồng như thế nào hay không? Hay là ngay từ khi trái đất này bắt đầu có sự sống thì trồng chúng đã như vậy rồi? Sự thật hoàn toàn không phải nhé. Vậy cùng ta cả khám phá tổ tiên của 10 loại rau củ quả mà chúng ta vẫn ăn hàng ngày. Đào trong lịch sử có kích thước chỉ bằng một quả cherry. Đào là trái cây rất phổ biến và ưa chuộng. Chúng ta dễ dàng tìm kiếm được trên khắp các cửa hàng, siêu thị. Đào rất tốt cho hệ tiêu hóa. Theo nghiên cứu thì cứ một quả đào sẽ cung cấp 10% chất xơ để bổ sung cho cơ thể mỗi ngày. Trước đây, mỗi quả đào chỉ có kích thước nhỏ xíu như một trái cherry, phần ăn được cũng rất ít. Được biết, người Trung Quốc cổ đại là những người đầu tiên thuần hóa thành công đào dại. Sau khi trải qua hàng ngàn năm để nhân giống chọn lọc, quả đào bây giờ đã lớn hơn rất nhiều, mọng nước và ngọt hơn. Chín. Dưa hấu khi xưa có vị đắng chứ không ngọt. Dưa hấu là loài trái cây không thể thiếu trong tủ lạnh mỗi nhà vào mùa nắng nóng. Dưa hấu là một trong những loại quả có mức năng lượng thấp nhất nhưng chứa nhiều dưỡng chất cần thiết cho cơ thể. Ăn dưa hấu không chỉ giúp giảm cân, đẹp da mà còn duy trì sức khỏe tốt, ngăn ngừa ung thư và tim mạch. Loại trái cây này có nguồn gốc từ Ai Cập cổ đại vào khoảng 5.000 năm trước. Khi đó, chúng rất nhỏ và có vị rất đắng. Lớp vỏ ngoài cũng như phần ruột bên trong đều nhạt màu hơn, chứa ít thịt hơn, trong khi hạt thì lại rất nhiều. Thông qua việc canh tác bằng cách sử dụng quy trình nhân giống chọn lọc, dưa hấu giờ đây có phần ruột đỏ ngọt, mọng nước và vỏ của chúng cũng bớt dày hơn xưa. Thậm chí với khoa học công nghệ mới, dưa hấu không hạt, dưa hấu vàng cũng lần lượt ra đời. 8. Cà chua từng được gọi là táo độc. Cà chua là một trong những thực phẩm phổ biến nhất và được sử dụng linh hoạt nhất trong mùa hè. Cà chua thường được nhóm cùng với các loại rau khác trong ẩm thực, nhưng cũng nhiều người biết đến chúng như một loại trái cây. Cà chua từ lâu ai cũng biết rất có lợi cho sức khỏe. Chất lycopene trong cà chua là chất chống oxy hóa, giúp cơ thể chống lại nhiều bệnh tật và bệnh ung thư. Theo những nghiên cứu gần đây, cà chua còn có tác dụng ngăn chặn hiện tượng tắc nghẽn ở gan, phòng chống bệnh xơ gan. Tuy nhiên, vào những năm 1700, một số người châu Âu thực sự sợ ăn cà chua và họ gọi chúng là táo độc vì lúc đó trông nó khá giống với quả táo. Họ nghĩ rằng những người giàu đã chết khi ăn chúng. Hóa ra, sự thật là cà chua có tính axit cao. Khi được đặt trên những tấm thiếc làm bằng chì để thử độc, thường được dùng trong các gia đình vương giả sẽ gây ra hiện tượng cảnh báo có chất độc. 7. Ngô hầu như không ăn được. Ngô hay còn gọi là bắp là một loại cây lương thực được thuần canh tại khu vực Trung Mỹ và sau đó lan tỏa ra khắp châu Mỹ. Ngô lan tỏa ra phần còn lại của thế giới sau khi có tiếp xúc của người châu Âu với châu Mỹ vào cuối thế kỷ 15, đầu thế kỷ 16. Ngô là cây lương thực được gieo trồng nhiều nhất tại châu Mỹ. Chỉ riêng tại Hoa Kỳ thì sản lượng đã khoảng 270 triệu tấn mỗi năm. Các giống ngô lai ghép được các nông dân ưa chuộng hơn. Trước đó, ngô là một cây lương thực có nguồn gốc từ Teosinte, một loại chi cỏ ngô ở Mexico. Nó có ít hạt và vỏ cứng hơn bây giờ rất nhiều, khiến cho việc tiêu thụ chúng trở nên khó khăn, hầu như không thể ăn được. Qua nhiều năm chọn lọc và thuần hóa, bắp dần trở nên lớn hơn nhiều, dễ trồng và cũng dễ ăn hơn. 6. Chuối có hạt rất to và cứng. Chuối là loại hoa quả quá quen thuộc với bất kỳ vùng miền nào. Những cây này có gốc từ vùng nhiệt đới ở Đông Nam Á và Úc. Ngày nay, nó được trồng ở khắp vùng nhiệt đới. Chuối được trồng ở ít nhất 107 quốc gia. Nó có rất nhiều thành phần dưỡng chất như là mangan, kali, chất xơ, chất béo, vitamin C, vitamin B6, protein. Trong đó, riêng lượng vitamin C trong một quả chuối đã đủ cung cấp 17% lượng vitamin C cơ thể yêu cầu mỗi ngày. Tuy nhiên, chuối hoa ngày xưa thường rất cứng và chúng chứa nhiều hạt lớn ở bên trong. Những quả chuối mà chúng ta có được ngày nay thực sự đến từ hai giống chuối hoang dã, được phát triển thành một loại bổ dưỡng và thơm ngon hơn. Một số giống chứa hạt nhỏ hơn, một số hầu như không có hạt như ta vẫn ăn thường ngày.
5. Trái táo từng có kích thước nhỏ xíu. Có lẽ không có một thứ quả nào xuất hiện trong văn học, nghệ thuật nhiều như quả táo. Quả táo là một trong những loại quả có thành phần dinh dưỡng rất phong phú, cũng là một trong những trái cây được ưa chuộng nhất trên thế giới. Người ta trồng và ăn táo ở gần như tất cả các nước trên thế giới, đưa táo vào trong các món ăn và đồ uống. Táo là trái cây vàng không chỉ trong ẩm thực, mà còn là vị thuốc có khả năng phòng tránh và điều trị nhiều loại bệnh. Có câu, ăn một quả táo mỗi ngày thì không cần phải đi bác sĩ. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng, ăn táo mỗi ngày giúp giảm 35% nguy cơ tử vong sớm do ung thư và kéo dài tuổi thọ. Tổ tiên của loài táo là táo dại, chúng thực sự rất nhỏ. Điều đặc biệt nữa là trong một cây táo dại sẽ có rất nhiều quả với màu sắc, kích thước và hương vị khác nhau. Khoảng 4.000 năm trước, táo đã được thuần hóa và trồng để cải thiện kích thước và hương vị, mang đến cho chúng ta một loại trái cây thơm ngon như ngày nay. Bốn, bơ ngày xưa rất ít thịt và hạt thì siêu to khổng lồ. Bơ là một loại trái cây không chỉ có hương vị thơm ngon mà còn có rất nhiều chất dinh dưỡng tốt cho sức khỏe. Bên cạnh đó, bơ còn có những lợi ích tuyệt vời trong việc làm đẹp của các chị em. Ngày nay, bơ đã trở thành một loại thực phẩm vô cùng phổ biến trong số những người có ý thức về bảo vệ và tăng cường sức khỏe. Nó thường được gọi là một siêu thực phẩm. Điều này hoàn toàn không gây ngạc nhiên vì các đặc tính sức khỏe của nó. Bơ mọc hoang dại ngày xưa có kích thước nhỏ hơn. Đã vậy, phần hạt của chúng còn chiếm đến gần 90% bên trong. Vì nó quá nhỏ, bạn sẽ cần đến 10 quả bơ dại ngày xưa để làm được một ly sinh tố tương đương với một quả bơ ngày nay. 3. Cà rốt có màu cam vì lý do chính trị. Cà rốt là loài cây chủ yếu sống ở những nơi đất thịt pha cát. Phần lá phía trên khá cứng, mọc chụm lại ở phía đầu của củ. Phần nhiều dinh dưỡng nhất chắc có lẽ là củ cà rốt. Tuy nhiên, lá của nó cũng chứa nhiều vitamin, chất xơ cực tốt cho sức khỏe. Nếu sống trong môi trường tự nhiên, cây cà rốt sẽ cho hoa 2 năm một lần. Thường thì nó sẽ lấy phần chất bổ dưỡng có trong củ để phục vụ cho quá trình tạo hạt và nhân giống. Ở Việt Nam, mọi người thường bỏ đi phần lá và cho rằng nó chẳng có công dụng gì cả. Nhưng bên phương Tây, họ lại rất ưa chuộng loại thực phẩm này. Trong những thế kỷ trước, cà rốt vốn có màu trắng và tím. Nhiều giả thuyết cho rằng cà rốt đã bị người Hà Lan chuyển sang màu cam vì lý do chính trị. Câu chuyện kể rằng để tôn vinh ngài William của xứ Orange, một nhà lãnh đạo cách mạng và nông dân Hà Lan đã nhân giống cà rốt màu cam Orange đúng với tên gọi vùng đất ngự trị của William thời ấy. 2. Dưa leo từng bị xem là thực phẩm độc hại. Dưa leo hay dưa chuột là một loại cây trồng phổ biến ở nhiều nước, là loại cây ăn quả thương mại quan trọng. Dưa chuột thuộc họ bầu bí, thân dây leo và được sử dụng trong bữa ăn của các gia đình như một loại rau ăn mát và giòn. Dưa chuột có nguồn gốc từ Nam Á, hiện tại đã phát triển trên hầu hết các châu lục. Có nhiều giống dưa chuột khác nhau được giao dịch trên toàn cầu. Tuy nhiên, những quả dưa leo ban đầu là loại cây mọc hoang dã và độc đến mức không thể nào ăn được. Loại dưa chuột này được người từ Ấn Độ gây trồng và sử dụng để làm thuốc là chủ yếu. 1. Cá tím từng có gai và trước đó không có màu tím. Cá tím là loại rau quả quá quen thuộc trong cuộc sống hàng ngày, với hương vị thơm ngon và có giá cả cũng rất phải chăng. Đây cũng là loại thực phẩm phổ biến trong các món ăn chay và ăn kiêng, xuất hiện quanh năm và được chế biến thành vô vàn món ăn ngon. Sở dĩ người ta đặt tên tiếng Anh cho nó là eggplant bởi tại thời điểm ban đầu, chúng trông như những quả trứng mọc ra từ thân cây. Những quả cà tím sớm nhất có nhiều màu sắc khác nhau như là trắng, vàng và xanh chứ không phải màu tím. Chúng cũng có nhiều hình dạng như là tròn và hình bầu dục. Đặc biệt khi xưa, thân của chúng từng có đầy gai nhọn. 3. Dẫn đúng không nào? Và đến đây cũng là hết rồi. Đừng quên nhấn like và share nếu bạn thích và subscribe tất cả ngay lập tức nhé. Bye bye.